Ngọc xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì Ngọc muốn nói đến một đề tài, đó là những thuốc bổ cho mắt. Thì cái câu hỏi này Ngọc cũng được hỏi rất là nhiều khi Ngọc đi làm. Ngọc cũng muốn định làm cũng lâu rồi nhưng mà cứ định lại hồi cho tới bây giờ thì cũng có một số cô chú hỏi Ngọc. Cho nên thành ra là Ngọc nghĩ Ngọc phải làm liền cái này. Thì trước đây khi mà Ngọc đi làm đó thì có rất là nhiều người hỏi Ngọc về cái này. Các cô chú anh chị em mình là làm gì cũng thấy được là khi mà vào những cái chỗ hàng mà bán về thuốc mà bổ này kia đó là đều luôn thấy ở trên đó là bổ cho mắt rất là nhiều cái bình thuốc bổ cho mắt. Thì dĩ nhiên là mình cũng nghe như là thắc mắc, có nên mua hay là không. Tại vì thực sự khi mà mình lớn tuổi thì mình lại có những cái vấn đề mình cảm thấy cái thị giác của mình nó hơi yếu đi, hay là có những cái vấn đề khác về mắt đó, thì cũng nhục những cái vấn đề mà rất là phổ biến xảy ra. Cho nên thành ra dĩ nhiên mình thắc mắc cũng là cái điều lẽ dĩ nhiên thôi. Thì cái câu trả lời của Ngọc cho tất cả những người mà hỏi Ngọc về cái vấn đề mà thuốc bổ uống cho mắt đó, thì Ngọc đều trả lời là không cần thiết. Thì cái lý do á thì Ngọc giải thích, tức là nếu như các cô chú anh chị em mình mà có bao giờ mà thấy cái bình thuốc bổ mắt mà mình lật ra phía sau rồi mình coi thử là những cái thành phần gì của nó ở trong đó, thì cái đó là cái điều mà Ngọc khuyên các cô chú anh chị em mình, mỗi lần thấy cái bình thuốc gì mà bổ cho cái gì hay sao sau đó thì mình luôn luôn nhìn ở phía sau và nhìn những cái chất gì ở trong đó, để mà mình có thể một phần nào giúp mình gọi là có cái suy nghĩ sơ khởi là có cái gì khác lạ hơn hay là không, và có nên hay là không nên đó. Thành ra Ngọc khuyên là nên như vậy. Thì cái lý do mà cái bình thuốc mắt mà Ngọc khuyên là cũng không cần phải dùng nó đó, thuốc bổ mắt đó, tại vì những cái thành phần ở phía sau, nếu như các cô chú anh chị em mình mà nhìn những cái thành phần gì mà nó bỏ ở cái thuốc ở phía sau đó thì đều thấy là nó giống y như những cái thuốc bổ tổng hợp, những cái chất trong thuốc bổ tổng hợp chứ không có khác gì hết đó. Có thể ngoài những cái vitamin này kia đó ra thì nó có thêm một số vài cái chất khác mà Ngọc có thể ghi ở đây là hai cái chất này, thì Ngọc sẽ nói tới sau. Cho nên cái câu đầu tiên của Ngọc đó là những cái thuốc bổ mà cho mắt, tức là hễ những cái gì mà bổ cho mắt thì cũng đều là cơ thể mình cũng bổ cho mình hết và cũng cần cho hết, nhất là trong cái hệ thống mà miễn nhiễm của mình đó là mình đều cần cho nó hết. Cho nên nếu như mình ăn uống là đầy đủ chất mà giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh đó, thì dĩ nhiên là mình cũng đã có đầy đủ những cái gì mà bổ dưỡng cần thiết cho mắt của mình rồi, chứ không có nhất thiết là phải dùng thêm cái đó nữa. Thì hai cái chất mà Ngọc nói là có thể thấy thêm ngoài những cái thuốc mà vitamin đó, mà trong cái bổ tổng hợp, thì hai chất mà mình có thể thấy trên cái bình mà thuốc mà nói là bổ mắt thêm đó, thì hai cái chất này, thì hai cái chất này là cái gì? Hai cái chất này là thực sự ra nó là những cái sắc tố mà có ở những trong cái rau củ quả mà mình ăn đó. Và hai chất này là hai cái chất là antioxidant. Thì cái antioxidant như Ngọc đã giải thích trước đấy trong một số cái video rồi đó, thì đó là những cái chất mà nó chống lại cái oxy hóa, để nó giúp cho tế bào, ngăn ngừa cái sự oxy hóa của tế bào. Thì mắt là một cái bộ phận của cơ thể mình mà nó được tiếp xúc với không khí, không như những bộ phận khác thì nó ở trong, nó được da bao phủ che hết rồi, nó không tiếp xúc trực tiếp. Còn mắt của mình thì nó lộ ra ngoài, thì nó được tiếp xúc với không khí nè, thì nó có thể tác động, bị thử tác động của cái oxy trong không khí, đó là bị oxy hóa. Thứ hai nữa là những cái nó tiếp xúc với những cái tia nắng của mặt trời hay này kia đó, thì nó cũng bị gọi là ảnh hưởng của những cái tia tử ngoại đó. Cho nên thành ra thì mắt nó cần nhiều cái antioxidant. Thì đó là cái lý do mà người ta bỏ hai cái chất này vào trong những cái bình thuốc mà bổ mắt. Đó như là một cái antioxidant mà người ta nghĩ rằng nó giúp cho mắt. Tuy nhiên, những cái chất này nó có rất là nhiều trong những cái rau củ quả mà mình ăn, chứ không phải là những cái chất gì mà mình không có thể lấy vào được từ thiên nhiên. Đó, cho nên đó là cái lý do mà tổng thể hết tất cả những cái chất mà ở trong những cái bình thuốc bổ mắt đó thì đều là những cái mà mình có thể lấy từ thiên nhiên, nếu như mình ăn uống đầy đủ chất rồi, không cần thiết phải uống thêm cái bình thuốc bổ mắt nó. Còn nếu như mình nói tới một cái sự cần bổ sung nó đó,
Thì thực ra nếu như mà so sánh về giá cả, cái bình thuốc bổ tổng hợp đó nó có đầy đủ chất trong đó rồi, mà nó rẻ hơn cái bình thuốc mà uống mà cho bổ mắt này. Đó là cái suy nghĩ của Ngọc. Thành ra tại sao phải mua cái bình thuốc bổ mắt này? Mình đã uống cái thuốc bổ tổng hợp đó rồi và mọi thứ nó có trong đó hết rồi. Còn nếu như mình chưa uống thì mình nên uống cái thùng bình thuốc bổ tổng hợp đó thay vì đi mua cái bình mắt mà nó đắt hơn. Đó là cái suy nghĩ của Ngọc. Đó. Thì đó là cái điều mà Ngọc suy nghĩ từ những cái hiểu biết của Ngọc. Tuy nhiên, Ngọc cũng muốn kiểm chứng đó, cái những cái điều đó từ những cái người bác sĩ mà khám mắt đó. Thì thường hàng năm mỗi khi là Ngọc hay đi khám mà gọi là tổng quát thì có trong đó có vấn đề mắt nữa để mà kiểm tra mắt hàng năm đó. Thì Ngọc luôn luôn hễ mỗi khi Ngọc thấy một cái người mà bác sĩ mắt nào mà khác á trước với người mà Ngọc gặp trước đây đó, thì Ngọc đều hỏi là mày có biết cái, những cái thuốc mà bổ mắt mà người ta để ngoài đó hay là có những cái thuốc bổ gì mà cho mắt mà đặc biệt riêng cho mắt mà mày có thể giới thiệu được không? Thì Ngọc tới bây giờ là Ngọc đã hỏi ba người bác sĩ về mà khám mắt rồi đó, ba người mà khác nhau đó, thì cả ba người đều nói Ngọc không có những cái gì bổ dưỡng bình thường mà bổ cho cơ thể mày thì coi như là mắt nó như vậy luôn chứ không có cần cái gì phải thiết riêng cho nó hết. Đó là cả ba người đều nói Ngọc như vậy đó, và cả ba người đều nói với Ngọc một cái điều rằng cái điều tốt nhất nữa là tập thể dục cho mắt hoặc là tránh mà gọi là sử dụng nó quá, gọi là lạm dụng nó đó, phải cho nó nghỉ ngơi đó, thì đó là những cái điều mà cần thiết làm cho mắt đó. Thì cái phần còn lại đây là Ngọc muốn chia sẻ với cái mà Ngọc viết đây là công thức 20 20 20 đây. Thì cái công thức 20 20 20 là cái gì? 20 đầu tiên này là 20 phút. Cái thứ hai là 20 feet tức là khoảng cỡ 6 7 mét đó. Và cái này là 20 giây. Nghĩa là cái này là thường nói đến những người mà hay làm việc mà ngồi ngó cái điện thoại hay là ngó cái laptop hay computer hay làm những cái việc gì đó mà mình nghìn chăm vào một cái mà với một cái thời gian lâu dài đó. Thì cứ mỗi khoảng 20 phút làm việc thì mình nên để cho mắt nghỉ. Và nghỉ bằng cách á, là mình nhìn vào một cái gì đó mà ở một cái khoảng cách cách xa mình ít nhất là 6 7 mét trở lên. Mình nên nhìn cái đó, cái khoảng cách đó, sáu cái khoảng cách mà 6 7 mét từ cái chỗ mình ngồi đó. Và nhìn đó ít nhất là 20 giây. Bây giờ Ngọc giải thích rõ ràng hơn một chút nè. Tại sao 20 giây? Tức là khi mà mình làm cái động tác mà mình đang làm đó đó, mình tập trung vào như cái phone, cái điện thoại hay là cái laptop hay là computer rồi đó, thì mình nhìn vào trên cái màn hình đó, khi mình nhìn hay là mà hoặc là đọc sách cũng vậy nữa, tức là bất cứ cái trường hợp nào mình làm thì khi mà mình tập trung mình nhìn vào cái khoảng cách gần ngay chỗ mình đó, mình đang tập trung mình làm đó, thì mỗi khi mà mình tập trung đó để cho cái thị giác của mình nó tập trung vào cái điểm đó đó để nó làm việc đó, nó thấy hay là đọc những cái gì nó cần làm đó, thì một số cái cơ mà ở trên mắt của mình để nó giúp giữ cho cái con ngươi của mình, cái thị giác của mình ở cái điểm đó ổn định, ở cái điểm đó để cho mình thấy mình làm, mình đọc, mình làm những cái gì mình đang làm đó. Thì 20 phút, cứ mỗi 20 phút là mình nên cho nó nghỉ. Thì các cô chú anh chị, ủa nếu như nghỉ thì sao không nhắm mắt mà lại đi nhìn ở cái chỗ khác xa? Thì là như vậy. Khi mình nhìn gần thì những cái cơ mà giúp cho mình nhìn gần đó nó khác với những cái cơ mà mình nhìn xa. Đó. Cho nên khi mà mình nó ở cái vị trí đó, giờ mình nhìn xa thì những cái khác nó làm việc, còn những cái mà làm việc cho cái chuyện mà mình nhìn gần đó nó được nghỉ ngơi. À, nó chuyển qua nó đổi qua đổi lại như vậy. Đó. Thì tại sao lý do tại sao nó là
phải 20 giây. Tại vì theo như người ta nói rằng phải cần có 20 giây thì những cái cơ mà mình mới sử dụng cho làm việc mà nhìn gần đó đó, nó mới hoàn toàn được nghỉ ngơi, gọi là relax completely. Thì hai phải cần 20 giây nó mới thực sự hoàn toàn thư giãn. Rồi sau đó mình mới nên làm việc lại. Đó, cho nên là cứ mỗi 20 phút làm việc thì mình nên để cho cái mắt mình nó nghỉ ngơi 20 giây, ít nhất 20 giây bằng cách nhìn một cái khoảng cách nào đó mà xa nơi cái chỗ mình á, cỡ 6-7 mét, hoặc là tiếng bên tiếng Anh nó là 20 feet, 20 feet away, thì nó mới giúp cho cái con mắt của mình, mấy cơ ở trong mắt đó nó được thư giãn và nó nghỉ ngơi trong vòng 20 giây đó. Thì nó rất là giúp cho, nó gọi là nó giúp để mà ngăn ngừa cái chuyện mà eye strain, tức là cái sự căng thẳng của mắt đó. Thì thường khi mà mình bị cái sự, cái mắt mình, cái cơ, cái đồ mà nó bị căng thẳng đó, thì nó dẫn tới những cái bệnh mà về mắt, hoặc là cái sự lão hóa của mắt nhiều hơn. Đại khái là mình làm, mắt nó làm việc nhiều hơn mà không có sự nghỉ ngơi và hồi phục đó, thành ra nó sẽ bị lão hóa nhiều hơn. Tức là mình sử dụng nhiều hơn thì nó dẫn tới cái tình trạng bị suy hóa nhiều hơn. Hoặc là cái mắt mình mà nó quá sức đó, nó làm quá sức của nó không có nghỉ ngơi để nó bù đắp đó, thì dĩ nhiên là nó không có cái thời gian mà nó gọi là điều tiết lại, chấn chỉnh lại và làm phục hồi những cái gì mà nó mệt mỏi đó. Thì với thời gian thì nó sẽ gọi là cái lão hóa nó nhanh hơn, hay những cái bệnh này khi mà về mắt thì nó sẽ phát triển sớm hơn. Chẳng hạn như khi nó mỏi mắt này, nó mỏi cái cơ mắt, nó mỏi mắt, nó mệt trong mắt, mình có thể nhìn thấy không có rõ đó. Hoặc là cái nó có viết rõ ràng ở dưới đây này, làm cho mắt mình nó dễ bị nhạy cảm với ánh sáng, nó bị khô mắt, hay là nó khó chịu trong mắt đó. Nó có rất là nhiều cái vấn đề, cho nên thành ra là mình nên áp dụng cái công thức mà 20-20 này. Nếu như mình làm những công việc mà gọi là nhìn chăm hay là nhìn chăm chú gì vào một cái gì đó, một cái công việc nó lâu dài đó, thì cái khoảng 20 phút là mình nên cho nó nghỉ ngơi 20 second đó, để rồi nó có thể tiếp tục làm việc tiếp. Thì cái đó là cái khuyên mà ba người bác sĩ về mắt đó đã nói với Ngọc luôn đó. Ba người, cái câu hỏi của Ngọc với câu trả lời giống y như nhau đó, tức là có thể làm gì thì đó là cái cách mà người ta khuyên. Ngoài ra những cái sự ăn uống bổ dưỡng, những cái từ thiên nhiên này kia đó, thì nó, mình nếu như mình ăn uống đầy đủ, mình bổ cho cơ thể của mình, thì mắt nó cũng lấy từ đó rồi, chứ không có cái gì mà đặc biệt riêng của nó hết trơn đó. Và Ngọc có ghi đến đây những cái thức ăn rau củ quả mà nó có nhiều hai cái chất mà antioxidant này nè ở trong đó. Thì hai cái chất này là hai cái sắc tố mà nó tạo ra màu vàng với màu cam, với là cái dạng mà từ vàng cam với đỏ rồi đó, ở trong những cái rau củ quả mà có những cái màu đó. Tuy nhiên nó có nhiều hơn ở trong những cái rau xanh mà Ngọc viết dưới đây. Thì này, cô chú với anh chị là mới hỏi Ngọc quá, sao là trong những cái rau củ mà qua, tại vì cái sắc tố của nó là nó tạo ra màu xanh, màu vàng, màu cam, màu đỏ rồi đó, mà tại sao lại ở trong cái rau xanh? Là cái lý do trong những cái rau củ quả mà có màu vàng, màu cam rồi đó, thì nó không có màu xanh nhiều. Thì cái màu vàng, cái sắc tố màu vàng, màu cam nó được thể hiện rõ ra. Còn trong cái rau xanh, nó cũng có ở trong đó, mà còn có thể nói là có nhiều nữa đó, thậm chí có nhiều hơn những cái màu vàng, màu cam nữa. Nhưng mà vì nó có cái sắc tố màu xanh, thì cái sắc tố màu xanh, cái màu nó đậm, nó chiếm đi, gọi là như là nó over cái, nó chiếm đi, nó che khuất đi cái sự thể hiện của sắc tố màu vàng và màu cam ra đó. Cho nên thành ra mình thấy cái tổng thể của nó là mình thấy màu xanh nhiều hơn thay vì mình thấy màu vàng và màu cam. Cho nên đó là cái lý do, chứ không có phải là ủa sao nghe nó nghịch nghịch đó. Thành ra nếu như mình ăn uống đầy đủ, và thực sự trong những cái video trước mình cũng đã có khuyên các cô chú anh chị em mình rồi, khi mình ăn uống đó thì những cái sắc, cái tố, cũng gọi là cái phytochemical đó, những cái sắc tố mà để nó tạo ra cái màu sắc trong rau củ quả đó, nếu như mình ăn uống càng nhiều, cái màu sắc của những rau củ quả
càng nhiều cái sự màu sắc thì càng tốt cho mình, tại vì đó chứng tỏ rằng mình đem vào rất là nhiều những cái phytochemical, những cái antioxidant. Thường cái phytochemical là những cái antioxidant đó, đó để nó tạo ra những cái màu sắc sắc tố này đó, thì đó là những cái chất mà nó tốt cho mình đó. Thành ra không nhất thiết mình phải cần uống thêm những cái thuốc bổ mắt hay cái gì hết trơn hết, mà cái đó là cái điều mình có thể làm, ăn uống thôi. Và như Ngọc cũng đã nói rồi, những cái gì hai cái chất này nè, hồi trước thì Ngọc tưởng đâu là nó chỉ từ thiên nhiên thôi, nó lấy ra té ra, thì sau khi Ngọc tìm hiểu thì Ngọc mới biết được là nó cũng có thể nhân tạo đó. Thì Ngọc nghĩ nếu như mà có thể nhân tạo đó thì Ngọc biết chắc rằng là trong những cái thuốc bổ mà về mắt, về đồ hay này kia đó, trừ khi trên cái bình thuốc nó nói rằng, nó nói rõ ràng rằng là cái nguồn mà nó lấy đó là từ thiên nhiên. Còn ngoài ra nếu như nó không có để ở trên đó thì Ngọc chắc chắn rằng là nó lấy từ cái mà cái nhân tạo nó làm ra đó, nó bỏ vào chứ không phải là từ thiên nhiên. Và như Ngọc luôn nói trước đây là luôn luôn những cái gì mà nó đến từ thiên nhiên thì đó là cái thuốc bổ mà tốt nhất, thích hợp nhất cho cơ thể của mình. Đó là cái lời khuyên của Ngọc trước đây và nó luôn luôn nó là như vậy đó. Cho nên thành ra tổng quát lại, những thuốc bổ về mắt Ngọc không có khuyên là nên uống một chút nào, nên uống đi cái đó gì hết đó, mà tốt hơn hết là nên mua cái gọi là thuốc bổ tổng hợp đó, dùng cái đó và ăn uống cái rau củ quả này kia. Nếu như mà mình chưa làm cái điều đó thì nên làm cái điều đó, để mà cái đó là cái nguồn thiên nhiên tốt của mình đó. Thì Ngọc xin dừng ở đây. Cảm ơn các cô chú anh chị em đã theo dõi cái video của Ngọc. Hãy giúp Ngọc chia sẻ những cái thông tin này tới nhiều người hơn nữa nha. Lại thumb up cho Ngọc để mà cho cái YouTube nó bỏ cái này lên thường xuyên hơn, để cho nhiều người được biết đến hơn, cũng như các cô chú anh chị em có thể giúp Ngọc chia sẻ cái gọi là share cái mấy cái video clip này, giúp Ngọc đến với những người mà cô chú anh chị em mình quen biết. Thì Ngọc xin dừng ở đây, hẹn cái video sắp tới.